Cá ngãng là tên người dân địa phương gọi để chỉ một loài cá thuộc họ cá chim, nhưng thân hình nhỏ chỉ bằng mấy ngón tay. Mùa cá ngãng bắt đầu từ khoảng tháng 8 âm lịch và kéo dài đến Tết Nguyên Đán. Mỗi sáng, tầm 4 đến 5 giờ ngư dân lại ra khơi. Dụng cụ đánh bắt cá ngãng chủ yếu là lưới rùng. Sau khi bè ra khơi buông lưới và vây lại thành hình vòng cung, hai đầu lưới sẽ được kết dây nối vào bờ. Trên bờ, mỗi lưới sẽ có hàng chục người cùng máy tời hỗ trợ để kéo lên. Mặc dù mới đầu mùa nhưng mỗi mẻ lưới thường được hơn một tạ cá ngãng. Ngoài ra có moi, tép biển, con rúng, một loại cua, cá ghé, sứa. Bình quân, mỗi ngày tổ lưới kéo được khoảng 5 đến 7 tạ, có ngày kéo được hơn 1,5 tấn. Với giá bán ngay tại bãi biển là 6.000 đồng, 7.000 đồng 1 kg đã mang về cho ngư dân nguồn thu nhập đáng kể.